Trời ơi trời, coi cái mặt nó kìa. Sao phải dựng cái mặt mày tao quê sao á? Quê thiệt. Sáng hôm sau, nếu không nghe lời, ta sẽ cho mày biết tay bà lục bình. Dạ thưa cậu ba, con nào cái cậu đâu? Không hiểu tại sao giờ con không chịu mang bầu. Đêm nào tới gần nó cũng đuối xô, có dư đi rồi em sẽ mang bầu để cho anh một bài. Nè, ngước mặt lên nhìn cho kỹ đi con. Tao đây đã già sống được bao lâu, mong sao mày mau được hạnh phúc. Giờ nhìn như tao đây giống như cái lục bình. Thôi kể từ đây con chờ chờ biết làm sao. Thao thức nhiều đêm giờ con suy nghĩ đúng là bây giờ con vẫn cô đơn, mấy lâu mong chờ cho đến bây giờ con vẫn đợi chờ. Các bạn đang nghe nhạc tại website uhay.info. Chúc các bạn có những giây phút thoải mái và vui vẻ.